Anh tên là Trịnh Quốc Bảo, lớp 7.2, trường West Spring Sài Gòn. Và hôm nay, anh sẽ đọc cho các em một câu chuyện mang tên Sally Hạt Tiêu và Điều Nhỏ Bé Phi Thường, được sáng tác bởi Justin Roberts, minh họa bởi Christian Robinson và được biên dịch bởi anh Tô. Trong lúc anh đọc câu chuyện, các em hãy rút ra cho mình một bài học đáng quý giá nhất và có thể giúp mình trong cuộc sống. Ok, không để các em chờ lâu, chúng ta hãy cùng đọc nào. Sally McCabe như hoàn toàn vô hình trong ánh mắt bạn bè cùng lớp. Bé hơn cả những đứa bạn bé nhất trong một lớp cũng nhỏ nhất trường. Dù rằng tên vẫn được gọi vang mỗi giờ điểm danh vào lớp học, hay khi bé ngẩng đầu cất bước, sách trên tay dọc những hành lang, nhưng cô bé vẫn cứ vô hình trong ánh mắt bạn bè cùng lớp. Đương nhiên cũng sẽ chẳng ai biết, hay thậm chí chẳng ai để tâm là Sally dành trọn lòng mình để ý hết mỗi điều riêng biệt. Như cánh diều đáng thương mắc kẹt, vẫy vẫy bé từ ngọn cây cao, như tiếng chùm chìa khóa lao xao, hai bảy chiếc rung lên đều đặn, như chiếc lá vương mình trong nắng, rồi ngã vàng mỗi độ thu sang, hay khi Tommy Torino nhóc con bị té ngã dọc hành lang lớp học. Cô bé chẳng bao giờ vắng mặt khoảnh khắc đóa hoa dại sáng bừng, hay đêm đến những chú chó reo mừng bằng bài ca nơi nơi vang vọng. Cô bé cũng hiển nhiên nghe ngóng cuộc hội họp của các chú mèo hoang, những chuyện lớn lớn, những việc cỏn con nơi bãi xe nhà thờ vắng lặng. Và sân trường dường như im ắng, bị đẩy ngã khỏi cầu tuột. Chuyện thương, chỉ Sally thấy giọt nước mắt tủi hờn mà Kevin McCool cố giấu. Bằng ánh mắt trong suốt hiểu thấu, cô bé nhìn ái ngại Billy bị người cha to lớn lôi đi, bỏ dở dang cả ngày họp lớp. Khi những lời đắng cay trút xuống, những ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua, Sally nhỏ bé cũng chúng ta như vô hình không ai nhận thấy. Đương nhiên cũng sẽ chẳng ai biết, hay thậm chí chẳng ai để tâm là Sally dành trọn lòng mình để ý hết mỗi điều riêng biệt. Cô bé nhận ra lời khinh miệt có thể khiến mọi đứa trẻ thu mình, như cách cánh hoa dại úa toàn tan tác dưới dưỡng dưng máy xúc. Từng chút một chồng chất những điều xấu xí bé con, cho đến khi chỉ còn lại cô đơn cánh diều đáng thương nằm mắc kẹt. Cho đến ngày 2 tháng 3 hôm ấy, lúc 11 giờ 29 phút không hơn, Sally đứng lên giữa một đám trẻ con và nói ra điều mà cô bé thấy. Những điều xấu xí đến giường ấy cứ xảy ra trước mắt mình thôi. Ngừng ngay đi, như thế đủ rồi. Đừng tổn thương những người bên cạnh. Đây đó, những tiếng cười lành lạnh, vài người thậm chí chẳng để tâm, dù vẫn có ngược những cánh tay thẳng băng, tán dương những điều Sally nói. Rồi mọi điều kỳ diệu bắt đầu ùa tới, ngay khi Howard U. Henry cùng đặt khay xuống tán đồng. Làn sóng cứ như thế cuộn mình, từng đợt khi Molly đứng dậy và cất cao thành một làn khích lệ khi theo sau những anh em Michael,
là những Tyrone, Terence, rồi cả Paul. Dĩ nhiên Amanda cũng thế. Lần lượt từng bé rời khỏi ghế, vẫy cao cánh tay lên không trung. Không khí bỗng trở nên tưng bừng khi cả cô bảo mẫu cũng nhập hội. Và có cả giáo viên lớp 3 mới, người vừa nhận lớp chỉ ít hôm. Tất cả mọi người, tất cả luôn cô hiệu trưởng Claire dĩ nhiên không thể thiếu. Dù đèn chó đêm đêm vẫn đến thế, mãi say sưa với khúc nhạc riêng. Và kết quả những buổi họp hàng đêm, lũ mèo đánh nhau giành mẫu cá. Hai cánh diều vẫn không đón gió, cất cánh bay giữa những áng mây. Vòng chìa khóa lủng lẳng ở đây, cùng nhịp bước chúng lao công đều đặn. Nhưng len lỏi giữa những làn gió thoảng, điều kỳ diệu chẳng giấu được bao giờ. Chỉ cần có người biết lắng nghe, sẽ ra mở ra biết bao điều bí mật. Khi thế giới trở về với thường nhật, Sally vẫn tinh tế nhận ra khi Billy bỏ dở việc say sưa, mở cửa giúp cô O'Connell và bao bạn khác. Hay khi Molly dịch người ra một chút, lấy chỗ cho Ellen và Grace ngồi cùng, dàn hợp xướng bỗng trở nên tưng bừng, hạt giống niềm vui khẽ xòe tung cánh. Tiếng bọn trẻ cười đùa lanh lảnh, rượt đuổi nhau chạy khắp đu quay, đêm nối tiếp đêm, ngày nối ngày, và mọi người dĩ nhiên nhớ rõ cách cô bé Sally bé nhỏ để tâm vào mọi việc cỏn con và khiến thế giới ngày một tốt đẹp hơn bởi những đổi thay dù nhỏ nhất. Và anh Quốc Bảo đã đọc xong câu chuyện Sally Hạt Tiêu và Điều Nhỏ Bé Phi Thường. Sau câu chuyện này, các bé có thể rút ra cho mình một bài học nào không? Đối với anh, bài học đáng giá nhất đó chính là chúng ta không nên tổn thương người khác dù ở ngoại hình và dù màu da, dù lớn nhỏ, dù to hoặc nhỏ, dù gầy hoặc mập, chúng ta cũng nên chấp nhận và chúng ta phải biết giúp đỡ người khác không kém may mắn hơn. Và câu chuyện này đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong nhiệm kỳ tới.